Chào mừng các em đến với bài giảng hình học lớp 6. Trước khi vào bài mới, cô có câu hỏi để giúp các em nhớ lại kiến thức bài cũ như sau. Ở bài cũ, chúng ta được tìm hiểu về góc. Vậy góc là gì? Hãy vẽ cho cô một góc, đọc tên, ký hiệu và nêu tên đỉnh, cạnh của góc đó. Các em hãy lấy sách vở, bút, thước ra để thực hiện câu hỏi này. Như chúng ta đã biết, góc chính là hình gồm có hai tia chung góc. Muốn vẽ được góc thì đầu tiên ta sẽ lấy một điểm là đỉnh và sau đó ta sẽ vẽ hai tia là hai cạnh của góc. Cô có hình vẽ góc XOY. Ở đây O sẽ là đỉnh và hai cạnh của góc sẽ là tia OX và tia OY. Chính là một cái định nghĩa mới của chúng ta và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về góc thông. Chúng ta cùng sang bài số 3 của chương 2, tiết 20, số đo góc. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu qua 3 phần. Phần 1 nhỏ, đo góc. Và sau khi đo góc thì các em sẽ tìm hiểu sang phần 2, so sánh hai góc. Và phần 3, các em tìm hiểu về góc vuông, góc nhọn và góc tù. Chúng ta sang phần 1 nhỏ, đo góc. Phần A cô sẽ giới thiệu về dụng cụ đo góc, đó chính là thước đo góc. Thước đo góc ở đây là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được ghi từ 0 đến 180. Các số từ 0 tới 180 được ghi theo hai vòng ngược chiều nhau. Việc ghi như thế này để thuận tiện cho việc đo đạc. Các em nhìn thấy đoạn thẳng màu xanh nối vạch 0 và 180 độ được gọi là cạnh của thước. Và điểm chính giữa chính là tâm của thước. Tâm của thước sẽ trùng với tâm của nửa hình tròn. Ở đây thước đo góc, người ta còn nói là thước đo độ. Các em sang phần B, đơn vị đo góc. Đơn vị đo góc thì người ta thường dùng là độ. Vậy thì sử dụng thước này để đo góc như thế nào? Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em. Ở đây cô có góc XOY, O là đỉnh. Hai cạnh chính là tia OX và tia OY. Phần C, cách đo góc. Đầu tiên, bước số 1. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước sẽ trùng với đỉnh O của góc. Các em quan sát hình chiếu. Sau đó thì bước 2, ta sẽ xoay thước sao cho một cạnh của góc trùng với cạnh của thước và đi qua vạch số 0. Các em lưu ý ở trên thước đo độ sẽ có hai vòng tròn ngược nhau và các em chú ý đến vạch số 0. Tiếp theo, các em sẽ chú ý cạnh còn lại của góc sẽ trùng với vạch nào của thước. Thì đó là số đo của góc. Vậy là chúng ta sẽ có 3 bước để thực hiện đo một góc. Các em lưu ý và ghi lại phần kiến thức này vào vở ghi. Thông qua các bước vừa giới thiệu thì cô đo được góc XOY. Và bây giờ cô sẽ thực hiện bước số 1, đó là đặt tâm của thước trùng với đỉnh O. Nhưng cô đặt cạnh của thước trùng với cạnh OI của góc XOI.
Và ở đây cô sẽ dùng vòng tròn phía trên, tức là vị trí số 0. Và sau đó thì cô đo góc XOY, hay còn gọi là góc IOX. Cô nhận thấy cạnh OX trùng với vạch số 60, 60 độ. Và cô ký hiệu ở hình thứ nhất góc XOY bằng 60 độ. Ở hình số 2 góc IOX bằng 60 độ. Và chúng ta có thể nói góc XOY hay góc IOX đều được. Các em hãy thực hiện bài tập sau. Hãy đọc số đo các góc sau, cho biết mỗi góc có mấy số đo của góc bẹt bằng bao nhiêu độ. Ở đây cô có 3 hình. Hình thứ nhất đo góc UIV, hình thứ hai đo góc SOT và hình thứ ba đo góc VAQ. Ở hình thứ nhất, cô đặt tâm của thước trùng với đỉnh Y, một cạnh của thước cạnh IU trùng với vạch số 0, 0 độ. Và vạch còn lại sẽ trùng với cạnh IV ở vạch số 70 độ, và cô đo được góc UIV bằng 70 độ. Hình số 2, cô đặt tâm của thước trùng với đỉnh O, cạnh OT trùng với vị trí 0 ở vòng tròn ở phía trong. Cạnh còn lại, OS sẽ trùng với vạch số 145 độ và cô đo được góc SOT bằng 145 độ. Hình cuối cùng, cô nhận thấy hai cạnh của góc trùng với cạnh của thước và cô có số đo của góc BAQ bằng 180 độ. Từ 3 phần trên, cô rút ra nhận xét như sau. Phần D, nhận xét. Mỗi góc thì sẽ có một số đo. Số đo của góc bẹt sẽ là 180 độ. Số đo của mỗi góc không được vượt quá 180 độ. Các em sẽ lưu ý và sau đó ghi lại vào vở. Các em cùng thực hiện hỏi chấm 1 trong sách giáo khoa trang 77. Đây là những hình ảnh thực tế. Các em hãy đo độ mở của cái kéo hình 11 và đo độ mở của con ba hình 12. Hình ảnh một cái kéo hay một cái con ba cho ta hình ảnh một cái góc. Và để đo độ mở của hai vật dụng này thì cô sẽ dùng thước đo độ. Chúng ta thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải đặt tâm của thước trùng với tâm của góc. Và sau đó thì chúng ta đo góc. Độ mở của cái kéo có số đo là 60 độ. Và tương tự chúng ta thực hiện với góc tạo bởi con 3. Cô được một góc 53 độ. Tiếp đến cô và các em sẽ cùng nghiên cứu phần số 2, so sánh hai góc. Phần 1 nhỏ thì chúng ta đã thực hiện được các bước đo góc. Việc so sánh hai góc này thì chúng ta sẽ bằng cách so sánh số đo của chúng. Ở đây cô có hai góc là XOY và góc UIV. Để so sánh hai góc này thì cô lần lượt sẽ đo góc XOY và góc UIV bằng thước đo độ. Cô thực hiện đo góc theo 3 bước như đã trình bày ở phần 1. Cô thấy góc XOY bằng 35 độ. Tương tự thực hiện đo góc UIV.
có số đo độ bằng 35. Và cô nhận thấy số đo độ của chúng bằng nhau thì người ta nói rằng đây là hai góc bằng nhau. Góc XOY sẽ bằng góc UIV. Chúng ta có một cái định nghĩa về hai góc bằng nhau. Ký hiệu như sau, góc XOY bằng góc UIV bằng 35 độ. Bây giờ các em sẽ so sánh hai góc XSOT và góc PIQ. Các em sẽ dùng thước đo độ để đo hai góc này. Góc SOT có số đo độ sẽ là 142 và góc PIQ có số đo độ là 35. Và chúng ta nhận thấy là hai góc này không có số đo độ bằng nhau thì được gọi là hai góc không bằng nhau. Và góc nào có số đo độ lớn hơn thì sẽ là góc lớn hơn. Và ở đây chúng ta nhận thấy góc SOT có số đo độ lớn hơn góc PIQ. Vì vậy là góc SOT sẽ lớn hơn. Chúng ta sẽ ký hiệu như sau. Góc SOT lớn hơn góc PIQ, hay chúng ta có thể viết là góc PIQ nhỏ hơn góc SOT. Chúng ta cùng sang phần cuối cùng của bài, tìm hiểu về các góc đặc biệt. Phần 3, góc vuông, góc nhọn, góc tù. Cô có hình vẽ thứ nhất. Ở hình vẽ này, cô đo số đo của góc bằng 90 độ. Và góc có số đo bằng 90 độ thì được định nghĩa là góc vuông, ký hiệu là một vuông. Cô có hình vẽ số 2. Các em có thể dễ dàng nhận thấy số đo của góc này nhỏ hơn 90 độ. Và góc này nhỏ hơn góc vuông thì người ta định nghĩa đây là góc nhọn. Hình vẽ số 3. Các em quan sát, đây là một góc có số đo lớn hơn 90 độ nhưng lại nhỏ hơn 180 độ. Và người ta định nghĩa đây là góc tù. Hay nói cách khác, góc tù là góc lớn hơn góc vuông nhưng lại nhỏ hơn góc vẹt. Bảng như sau. Đến bài số 3 thì chúng ta đã tìm hiểu 4 loại góc. Góc đầu tiên là góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Góc vuông thì có số đo độ là 90 độ. Góc nhọn sẽ có số đo độ lớn hơn 0 và nhỏ hơn góc vuông, tức là nhỏ hơn 90 độ. Góc tù thì có số đo độ lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Và góc bẹt thì chúng ta đã được tìm hiểu ở bài trước, có số đo độ bằng 180 độ. Các em sẽ vẽ một bảng và ghi nhớ lại phần kiến thức này. Vậy điều để hiểu rõ hơn về bài học ngày hôm nay thì cô có bài tập như sau. Chúng ta cùng làm bài 11, trang 79 sách giáo khoa. Nhìn hình 18. Hình 18 có ở trong sách giáo khoa, trang 79. Hãy đọc số đo của các góc XOY, góc XOZ và góc XOT. Để đọc được số đo thì các em hãy dùng thước đo độ và các em thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất, các em hãy đặt tâm của thước trùng với đỉnh O. Để đo góc XOY, đầu tiên các em đặt cạnh của thước trùng với cạnh OX. Chúng ta sẽ đọc bắt đầu từ điểm số vạch số 0 độ. Và cô nhận thấy rằng
Cạnh OI trùng với vạch 50 độ và cô có số đo của góc XOI bằng 50 độ. Tiếp tục, cô và các em cùng đo góc XOZ vẫn giữ như nguyên thước đo độ. Cô nhận thấy cạnh OZ trùng với vạch 100 độ và cô có góc XOZ bằng 100 độ. Chúng ta đo góc XOT bằng việc giữ nguyên thước đo độ. Nhận thấy cạnh OT trùng với vạch 130 độ và cô có góc XOT bằng 130 độ. Các em cùng sang bài tập số 12, trang 79. Hãy đo các góc BAC, góc ABC, góc ACB ở hình 19 và sau đó thì so sánh các góc ấy. Đây là hình ảnh một tam giác ABC. Trong tam giác này, chúng ta có tất cả là 3 góc. Và các em hãy dùng thước đo độ để đo 3 góc đấy, sau đó thì so sánh. Đầu tiên là các em đo góc ở đỉnh B. Đặt tâm của thước trùng với đỉnh B. Vạch số 0 trùng với cạnh BC. Chúng ta sẽ quan sát vòng tròn ở phía trong và nhận thấy là cạnh BA sẽ trùng với vạch 60 độ và cô có góc ABC bằng 60 độ. Tiếp theo, các em sẽ đo góc ACB. Để đo góc ACB thì chúng ta sẽ đặt tâm của thước trùng với đỉnh C. Vạch 0 độ sẽ trùng với cạnh CB. Chúng ta sẽ quan sát vòng tròn ở phía bên ngoài. Cạnh CA sẽ trùng với vạch 60 độ. Và cô có số đo của góc ACB bằng 60 độ. Và các em thực hiện tương tự với góc ở đỉnh A, hay còn gọi là góc BAC, cũng bằng 60 độ. Sau khi đo được số đo độ của các góc thì các em sẽ thực hiện bước so sánh. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng góc BAC bằng góc ABC bằng góc ACB bằng 60 độ. Vậy cô và các em đã tìm hiểu xong bài số 3 về số đo góc. Ở bài này thì các em đã được tìm hiểu về dụng cụ đo góc, đó là thước đo độ. Các em được thực hành đo góc thông qua 3 bước. Và sau khi đo góc thì các em biết được cách so sánh hai góc và tìm hiểu một số góc đặc biệt như góc nhọn, góc vuông và góc tù. Về nhà các em hãy ghi nhớ cho cô các cách đo góc, ghi nhớ các định nghĩa về góc vuông, góc nhọn và góc tù và làm bài tập 13, 14, 15, 16, sách giáo khoa trang 79 và 80. Chào các em.